Với thông điệp hạnh phúc lành, giải chạy được bảo hiểm nhân thọ MB Other Life. MB Other Life, tổ chức nằm trong chuỗi hoạt động thương hiệu, lan tỏa những giá trị hạnh phúc tốt đẹp, năng lượng tích cực tới cộng đồng. MB Other Life Happy Eden 2023 là giải chạy bán chuyên dành cho các gia đình với hình thức chạy tiếp sức. Mỗi đội chạy sẽ bao gồm 4 thành viên, bắt buộc phải cần có một em nhỏ để tạo thành một biệt đội hạnh phúc. Trải qua 4 năm tổ chức, giải chạy MB Other Life Happy Eden được biết đến là một sân chơi giúp các gia đình rèn luyện thể chất, gắn kết và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau. Toàn bộ doanh thu thu được từ hoạt động bán vé sẽ được MB Other Life dành tặng để chữa lành nụ cười cho những trẻ em bị khuyết tật môi, hở hàm ếch. Năm ngoái, giải chạy đã thu về hơn 200 triệu đồng, góp phần chữa lành 20 nụ cười cho các em bé. Bên cạnh đó, MB Other Life cũng đã ủng hộ 700 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh, hỗ trợ cho gần 100 em nhỏ tìm lại nụ cười. Năm 2023, giải chạy MB Other Life Happy Eden tiếp tục đặt mục tiêu sẽ chung tay cùng tổ chức Operation Smile đồng hành cùng các em nhỏ. Ông Đỗ Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban điều hành MB Other Life cho biết, thông qua giải chạy, chúng tôi mong muốn mang đến những hoạt động thiết thực để đồng hành cùng khách hàng, tạo ra một sân chơi cho các gia đình có khoảng thời gian gắn kết, cũng như chung tay cùng MB Other Life quyên góp ủng hộ cho các em nhỏ dị tật môi, hở hàm ếch, phần nào đóng góp cho cộng đồng. Bên cạnh giải chạy, lễ hội Happy Eden cũng được tổ chức song song tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với các gian hàng trải nghiệm thú vị dành cho các gia đình. Thông qua lễ hội và giải chạy Happy Eden 2023, MB Other Life